Rồi, xin chào tất cả các em học sinh và quý phụ huynh ở trên kênh của thầy Quang. Thì cũng như một số clip về tâm sự trước thì thầy Quang sẽ chia sẻ một số cái mà theo thầy Quang thì các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường cần phải biết được những điều này, chứ không là sau này các em biết thì sợ là nó quá muộn đi. Nên thầy Quang muốn chia sẻ một cách thật tình và chân tình nhất đến các em, và qua cái cuộc trải nghiệm trong cuộc sống của thầy. Thầy hiện tại thì bây giờ cũng là 36 tuổi rồi, nên là nói chung kinh nghiệm trường đời thì thầy thua bố mẹ các em rất là nhiều, thua xã hội rất nhiều. Nhưng nói lớn thì cũng không lớn lắm, nhưng nhỏ thì cũng không nhỏ lắm, thực sự là như thế. Nghĩa là cũng đủ một, cũng có một ít kinh nghiệm từng trải để mà chia sẻ, đặc biệt là với các em học sinh. Chứ còn với quý phụ huynh thì tôi không dám gọi là dạy đời. Mà ở đây tôi muốn chia sẻ cho các em để làm gì? Để thức tỉnh những cái sau đây tôi muốn chia sẻ. Nếu như em nào mà có đầy đủ thì càng tốt, mà nếu không có thì chúng ta phải học tập và rút kinh nghiệm, được chưa nào? Cái thứ nhất hồi nãy thầy đã ghi ở đây, đó là gia đình nè. Gia đình là gì? Bây giờ thầy sẽ nói nôm na như này. Có thể một gia đình có rất là nhiều thế hệ. Thông thường bữa nay gia đình còn có 3 thế hệ là cùng. Nghĩa là gì? Có thể là có ông bà, không? Có bố mẹ, và gì? Có anh, là chị em. Ok. Thì ở đây á, đối với thầy, thầy hồi giờ thầy chưa được sống với ông bà các em ạ. Thầy chỉ sống với bố mẹ và anh chị em thôi. Thầy cũng rất là ước có một ngày nào đó thầy sẽ được sống với ông bà. Nhưng mà ông bà ngoại của thầy đã chết, bà nội của thầy đã chết, còn ông nội của thầy hiện tại đang sống Nha Trang nha. Hiện tại đang sống ở Nha Trang, và thầy chưa bao giờ mà được sống với ông gần như là một ngày nào trong cùng một gia đình. Ông hiện tại cũng là bây giờ 95 tuổi nha, một cán bộ cốt cán của cách mạng, làm rất lớn nha. Nhưng thầy thực sự là như thế. Rồi, thầy không nói sâu ở chỗ đó. Thầy đang nói ở đây, đa số chúng ta sẽ sống với bố mẹ và các anh chị em, được chưa nào? Thì bố mẹ chúng ta không phải ai cũng sẽ đi làm cán bộ công nhân viên chức, cán bộ công chức hoặc nhà nước, không? Và không phải ai cũng sinh ra là giàu có cả các em ạ. Thầy nghĩ thế. Bố mẹ chúng ta cũng có thể có người, có bạn thì bố thì chạy xe ôm, mẹ thì bán vé số, rồi vân vân. Nhưng thầy nghĩ nghề nào cũng là nghề, miễn sao đừng ăn trộm và ăn cắp, ăn cướp, buôn bán ma túy, vi phạm pháp luật là được. Thầy nghĩ thế. Đó, nên các em phải yêu thương ha. Các em phải yêu thương bố mẹ hết lòng. Và chúng ta không nên so bì với bố mẹ ha, bố mẹ của các bạn khác. Nào là nhà lầu, nào là xe hơi, nào là đi du lịch, đi Sài Gòn, đi Hà Nội, đi Đà Lạt chơi, mà trong khi đó mình thì chẳng được đi đâu. Và bạn thì có một cái đôi giày 2 triệu đồng, mình chỉ có một đôi giày 20.000. Thầy nói ví dụ như thế. Vẫn đi, vẫn bình thường. Người ta có ô tô vài tỷ, mình có một chiếc xe máy 3 triệu thôi đã đủ đi, miễn sao có di chuyển là được. Các em hiểu chưa nào? Tại sao bây giờ thầy lại thức tỉnh như vậy? Và thầy mình đang muốn nói các em, tại vì hồi trước á, hồi xưa đó các em, hồi xưa thầy giống như em hồi khoảng năm lớp 3 cho tới lớp 7 các em, mà lúc đó thầy nhận thức chưa đầy đủ á nha. Thì thầy hay so sánh em, thầy cứ ước như này nè các em. Bây giờ các em có, thầy ước là bố mẹ thầy là giáo viên. Tại vì thầy thấy mấy đứa bạn, đứa nào mà con của thầy cô á, nghĩa là giáo viên đấy em, đều học rất giỏi, thực sự là như thế. Trong khi đó bố mẹ thầy là làm nông và buôn bán, nên đâu có thời gian để mà kèm cặp con đâu. Thì bây giờ bố thì đi chợ hàng, mẹ thì buôn bán, rồi kết hợp với làm ruộng, làm nông, nhà thì cũng rất là khó khăn. Thì tự mạnh đứa nào nấy mạnh thôi. Thời kỳ đó không có smartphone hoặc là tivi mạng mẽo đâu các em, toàn là đá banh ở sân ruộng, hoặc là bắt dế, đá gà, hoặc là chơi những cái trò chơi ô, nhảy dây rồi nghe, chơi loạn xe ngầu đó. Thực sự là như thế.
Còn bữa nay thì thầy thấy các em toàn là chơi game, nào là liên quân, rồi bút ghi, rồi gì nhảy, hoặc là chơi TikTok, hay là đủ thứ trò, toàn là selfie tự sướng rất là nhiều, có đúng không nào? Như vậy thì ở đây các em không nên so sánh. Khi thầy nhận ra bây giờ, hiện tại bây giờ bố thầy cũng là 66 tuổi, mẹ thầy 65 tuổi, thầy rất là thương, nhưng mà bây giờ thầy lại con nhà có điều kiện, nhà cửa đàng hoàng, công việc đàng hoàng, giáo viên cũng làm có tiền, game bố thầy cô làm đều có tiền hết, nhưng mà đâu có bao giờ mà ở với bố mẹ nữa. Bây giờ thầy đã lên Gia Lai cất nhà rồi, bố mẹ thầy là ở Phú Yên, bây giờ muốn báo đáp lại thì cũng khó. Lâu lâu gửi về cho bố mẹ vài trăm nghìn, hoặc là lâu lâu về chơi nhậu nhẹt hay là chơi những gì đó. Thực sự là chúng ta phải thương gia đình và thương bố mẹ, và chúng ta phải đoàn kết. Các em nhớ này, các anh chị em, các anh chị em phải đùm bọc và đoàn kết. Bác Hồ đã nói rồi, đoàn kết là sức mạnh, thầy nghĩ thế. Nếu các em chia rẽ là trong nội bộ gia đình sẽ không còn gắn kết, và không còn gọi là cái bền vững và cái sức mạnh nữa, và cũng rất là dễ bị sức mẻ ha. Và đặc biệt thầy cũng nói luôn, cũng có một số gia đình là bố mẹ ly dị rồi chia tay, nhưng chúng ta cũng không nên tự kỷ, hay là chúng ta nên trách bản thân này nọ, mà chúng ta phải vượt lên chính mình, và chúng ta đừng đi theo cái vết xe đổ. Khi mà bố mẹ chúng ta ly dị, chúng ta bất cần đời, chúng ta không còn tin tưởng vào đàn ông hay là tin tưởng vào đàn bà, vân vân. Các em hiểu chưa nào? Đó là thầy đang nói về cái gia đình của mình, rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Gia đình là cốt lõi của, gọi là, nghĩa là xã hội này. Các em hình dung này, xã hội thì trong đây cứ mỗi gọi là một cái cánh tay này, hoặc một cái bộ óc đi, thì trong đây có nhiều tế bào, thì mỗi cái ô đây này, mỗi cái đây là một tế bào, là một gia đình. Nếu mà chỉ một chùm cái gia đình này mà nó bị gì đó, nghĩa là ung thư các em, thì con người, một cái cơ thể đấy sẽ chết ngay. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta phải liên tưởng như vậy, chúng ta mới cảm thấy cái gia đình mình cực kỳ quan trọng cỡ nào. Đó, cái tiếp theo mà thầy muốn chia sẻ với các em đó chính là gì? Chúng ta hạn chế đến mức tối đa, hạn chế đến mức tối đa cái việc cái gì, việc chơi game và xem phim không tốt. Thứ nhất là ảnh hưởng tới mắt cái đã. Thứ hai là chúng ta khi xem thì có còn thời gian học nữa không em? Không, nó không còn thời gian học nữa, không có thời gian học, có đúng chưa? Đó, các em thấy cái tác hại đầu tiên là hai anh này nữa nè. Mắt là cận, mông thì to ra, mắt thì lòi ra, không có thời gian học. Không thời gian học thì thua kém bạn bè thôi, thua kém bạn bè. Thế là cuối năm bạn bè nhận học sinh xuất sắc thì mình lại được nhận là trung bình hoặc là yếu. Khi đó lại nản, ví dụ nản ở lớp 6 thì kéo lên lớp 7, kéo lên lớp 8, và cuối cùng là kéo lên đâu? Kéo lên 12, và cuối cùng nữa là kéo gì? Kéo về nhà làm nông. Nếu nói người gọi là làm nông đấy thầy nói vui như vậy thôi các em, thực sự là như thế. Nhưng mà cái tương lai ở đây của mình, nhớ của mình là mình tự quyết. Đúng, thầy không phủ nhận ở đây là gì, ở đây nhà của các em giàu sẵn rồi, nhà giàu kết xù, trong tài khoản bây giờ có 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, đúng không? Đúng, có thể là cái bạn đó sẽ rất chủ quan, ôi nhà tao giàu rồi mà học làm cái gì, tụi bay học thì mai mốt đi làm công nhân viên chức giống như thầy bây giờ, lương chưa tới 7 triệu đồng, làm gì cho mệt. Nhưng các em này nhớ này, các em nhớ rằng là một núi vàng, thầy đang sử dụng là từ núi nè, từ núi vàng. Mà nếu như cái mạng xã hội bữa nay nó sử dụng cái từ này là ốc chó, nếu như một núi vàng mà đưa cho một thằng ốc chó hoặc là một con ốc bò mà sử dụng, thì cái núi vàng này sẽ trở thành là một núi chì hoặc là một núi đồng, và nó tiêu sạch sẽ. Bữa nay tiêu, nhà giàu nó tiêu khiếp đây, ăn á, để ăn tôm hùm rồi cua Alaska, rồi sử dụng ma túy nè, thấy không, rồi chơi đề nè,
rồi gì nữa, bài bạc nè, đúng à. Cái thầy nói cái đồng tiền á, làm ra cái đồng tiền á, làm ra rất khó, đồng tiền làm khó này nhưng tiêu dễ nghe, mà tiêu rất dễ. Thầy nói ví dụ lương của thầy bây giờ 6 triệu rưỡi đi ha, tiêu trong vòng đây là 1 tháng, nhưng tiêu trong vòng 1 ngày là hết đắt. Ví dụ nếu mà phát thiếu gì mà chị mua, đi mua sắm rồi đi du lịch 6 triệu rưỡi sắp đặt trong vòng 1 ngày, thì thầy nói một núi vàng thì cũng hết, chứ đừng có bảo là một một cây vàng hoặc là 1.000 tỷ là cái gì đâu các em. Nhưng nếu như chúng ta có đầu óc tư duy, chúng ta sẽ sử dụng cái của bố mẹ ông bà để lại, các em biến một núi vàng này sẽ trở thành 2 núi vàng hoặc là 3 núi vàng. Thầy hiện tại không được xuất phát từ núi vàng này, mà thầy xuất phát từ 2 bàn tay thôi. Đây các em thấy này, nhìn cái tay thế này, tay của thầy mặc dù là một giáo viên nha, nhưng tay thầy, các em thấy cục chai của thầy này, đây các em thấy cục cục chai tay của thầy đây này, thầy quay như này là các em sẽ thấy rõ nhất cái cục chai tay thế này. Các bạn nào biết coi bói, đây tay trái thế này, đây các em cái đường của thầy đây, coi thử giàu nghèo phán giùm thầy một câu giùm, để thầy mừng mai thầy đi ra mua vé số, mua còn 2 tờ thôi, trúng 4 tỷ thôi em, là chắc thầy nghĩ vậy trên trường luôn á. Rồi thầy tập trung thầy dạy online cho các em, thầy đào sâu kiến thức, thầy đào mà tới gốc tới rễ luôn, nào là bộ chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi rồi dạy miễn phí luôn, không cần phải lấy online luôn em. Nếu mà thầy được 4 tỷ, các bạn nào mà dám chuyển thầy 4 tỷ, thầy sẽ về, thầy nghỉ dạy trên trường rồi thầy sẽ về theo cho các em tới đại học và ra đại học luôn. Các em dám không? Có ai dám như vậy không? Hay là có một số phụ huynh đó, rất là thoải mái. Bây giờ thầy sẽ nói qua cái chỗ phụ huynh xíu đăng ký khóa học online chứ mình. Thầy chỉ lấy một môn á, một học kỳ nhé, chỉ có 200k thôi. Thầy đang nói về tính chất con người xã hội một xíu nhé, có 200k thôi một môn. Các em có thấy nó có rẻ hơn cái việc đi học thêm không, 1 tháng không? Thầy đã không nói là một học kỳ nhé, các em cứ tính hình dung 1 tháng, bây giờ các em 1 tháng là 200 học thêm ấy, mà một học kỳ có phải 5 tháng không? 5 tháng thì có phải bao nhiêu, 1 triệu không? 1 triệu mà học trên đấy cũng chưa chắc là hiểu, ngồi nào là ngủ, ngào nào là ngáp, trong cho về học thêm mà tới thầy cho nghỉ là chạy quán nít, chạy rất là mừng, có phải như vậy không? Tại hồi trước thầy cũng vậy mà. Hồi trước thầy đi học thêm, trời ơi đi học nộp nộp tiền mà nói bữa nay nghỉ những em nha, thầy đau bụng nha, thầy đi nhậu nha, ôi xô mừng chạy quán nít, các em chạy chạy đi chơi đấy. Đấy, hồi trước thầy cũng không giấu em là thầy cũng có chơi game, có, nhưng hồi thời kỳ đó các em biết thầy chơi gì không? Chơi đá banh, chơi đá banh online mà chơi cái tay cầm anh em, chơi cái tay cầm á, các cái nút bấm phím bấm này, hồi đó bao nhiêu một tiếng, 3.000 một tiếng em, 3.000 một một giờ, trên 1 giờ. Thì hồi đó thầy với thằng bạn, ba thằng bạn, thầy đã kể với em rồi, ba thằng bạn, thầy một thằng bây giờ dạy ở trường Đại học An ninh, một thằng đang làm chi cục thuế tỉnh, chỉ có thầy là cái thằng bèo bọt nhất thôi, là mỗi thằng là 1.000 em, ở đây là 3.000, làm gì để chơi 1 tiếng. Chơi 1 tiếng này xong là đi học thêm, đúng 1 tiếng rồi, tại vì lúc này mẹ cho cả 2.000 thôi, 1.000 thì ăn ổ bánh mì chả bá, ăn bánh mì 1.000 em, một ổ bánh mì. Còn nếu như muốn tiết kiệm nữa thì ăn 500 đồng thôi, ăn 500 đồng là nếu 1.000 này là có thịt, còn nếu 500 đồng này là gì, ổ bánh mì không em, 500 đồng là bánh mì không, thầy nói láo thầy chết liền đó, bánh mì không, bánh mì không, mà ở đây là phải xin thêm chút nước, xin thêm ít nước, ít nước mỡ để chan vô cho nó mặn mặn đồ béo béo ăn, còn tiết kiệm lại 1.500, 500 đồng thì sẽ mua cây kem và 1.000 thì chơi game, chơi game trong vòng đúng 1 tiếng là đi học thêm đó. Nếu chúng ta giải trí là như thế, thực sự là nó nghèo em, nghèo nghèo mà nghèo cốt rễ rồi, mà bây giờ thầy từ 2 bàn tay thầy vực lên đó, cất được cái ngôi nhà gần 600 trăm củ. Đó. Thầy bây giờ thầy nói thực sự với em là thầy đang muốn là mua cái ô tô, nhưng bây giờ có tiền đâu mà mua ô tô, phải mua vé số này chứ, bây giờ phải mua vé số
rồi lo trả nợ cái ngôi nhà đây cái rồi rồi mua ô tô sau. Cho bây giờ đi về Phú Yên mà đi hai xe em, đi xe rất là mệt. Tội là tội con thôi, ok, được chưa? Để thầy chia sẻ như vậy, các em có thấy cái sự thấm thía của thầy gọi là trải nghiệm không? Đó, còn đối với các em này, các em muốn để mà thành công, sau khi mà thầy đúc kết ra từ hồi giờ thầy chia sẻ, thứ nhất này, chúng ta phải có sự cố gắng hết sức. Cố gắng ở đây đối với các em là trong học tập, cố gắng học hỏi và cố gắng rút kinh nghiệm nhiều lắm em, có được chưa? Và cái thứ hai đó chính là chúng ta phải có sự có uy tín. Uy tín ở đây là với gia đình này, đầu tiên bản thân trước rồi chứ, bản thân này phải uy tín với bản thân trước. Chúng ta cảm thấy mình thất hứa với bạn bè, nghĩa là thất hứa bản thân mình rồi, mình phải đặt cái bản thân mình lên trước, sau đó gia đình, rồi bạn bè, rồi cuối cùng là với xã hội. Nhớ giùm thầy nha. Cái thứ ba ở đây tôi muốn chia sẻ với phụ huynh luôn, ở đây cái uy tín này, mình sống sao phải uy tín với con, với bạn bè, với gia đình, với xã hội này này, đừng bao giờ để người ta chờ mình phải nên chờ trước người ta. Ví dụ nó đi nhậu đi, nó có vẻ hơi ấy tới quán này, đừng để người ta chờ, đừng, đừng bao giờ sử dụng cái thời gian cao su của Việt Nam mình hay rất cao su, và đặc biệt nói chuyện điện thoại thì nói rất là nói láo, đang ngồi nhà mà nói còn 2 phút nữa sắp tới rồi, mà thực chất là đang ngồi ở nhà, thực sự là như thế, thầy không thích như vậy. Thứ ba là chúng ta phải sống hòa đồng, sống hòa đồng. Giàu ấy, thì mình sống ở sao cho đối với nghèo cũng sống được này, đối với giàu sống được, mà đối với lỡ cỡ thịt mỡ thì sống cũng được, em có hiểu chưa nào? Đó thì thầy nói với em là để mà thành công thì còn nhiều nữa, nhưng trước mắt các em cứ đảm bảo giùm thầy như này, chúng ta đừng sống cách ly nói mình giàu mình phải chơi bọn nhà giàu, mấy thằng nghèo kia chơi làm gì, nó có tiền đâu chơi. Cũng có thể là có quan điểm đó, nhưng chúng ta nếu có quan điểm đó các em sẽ thất bại ngay khi chúng ta bước vào cuộc sống này, thầy tin tin chắc là như vậy. Ok đây, rồi thầy sẽ làm một số clip nữa nói về cuộc đời này hay lắm nha nha. Nếu mà thầy mong sao thầy có đầy đủ sức khỏe để mà dạy các em, để mà truyền lửa cho các em, để mà nói chuyện cho em nghe về cái cuộc sống của thầy cũng như là cái xã hội này nó đang rất phức tạp nghe mà. Mạng khi mà cái thời kỳ 4.0 mà nó xen kẽ vào từ nông thôn, từ thành thị, rồi thầy nói với em là nó rất phức tạp, nên chúng ta phải biết mình đang đặt ở vị trí nào ở cái xã hội này, gia đình mình là có cái thế lực gì, có không có thế lực gì hay gì đó, nên là chúng ta phải phải khiêm tốn, thầy quên, khiêm tốn, cực kỳ khiêm tốn. Nhưng mà đừng khiêm tốn quá, bọn kia đi đầu cười cổ lên cũng được, nhưng mà phải tùy theo đối tượng để chúng ta khiêm tốn. Khiêm tốn là tốt, không nên thể hiện ta đây này nọ, có giỏi có giàu thì cũng từ từ, cứ hết sức bình tĩnh coi thử đối phương nó như thế nào mới đã, em hiểu chưa? Ok rồi, thì nói chung nói có bị hơi mệt rồi á, thôi thầy sẽ cắt tại đây. Chúc cho em thành công ở trên cái con đường học tập, và chúc cho quý phụ huynh cũng càng ngày thành công trong cái sự nghiệp của mình hiện tại nha. Ok, cảm ơn các em và quý phụ huynh luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh thầy Quang. Chúc cho các em và quý phụ huynh có một mùa hè thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, và luôn luôn tràn ngập cái niềm hạnh phúc và tiếng cười ở trong mỗi gia đình của mình nha. Cái đó là cái quan trọng nhất phụ huynh đó. Ok, bye bye.